Các bạn thân mến, đây là một con đa mồi của mình. Các bạn có thể thấy là con này thì đa là một cái giống chim trên một số miền quê ấy, thì họ nói là gô. Thực tế là con chim này thì nó sống ở ngoài đồi nương chè. Thì hôm nay mình lấy cái đất đây là các bạn thân mến, đây là cái đất muối mà các bạn nên nuôi chim cu gáy hoặc là chim đa đa. Các bạn phải có, nếu như các bạn không có các bạn phải phải kiếm, phải mua. Thì ở các bạn phải thả thức ăn và nuôi mối thì nó sẽ có những cái đùn lên. Trong cái này nó có cái chất khoáng mà rất cần thiết cho chim ở ngoài rừng. Thì mình sẽ lấy, trông thế thôi nhưng rất dẻo. Mình sẽ lấy một ít thôi. Ok, đây là cái đất mối nha các bạn nhé. Rất là dẻo, đất này nó rất là dẻo. Thì các bạn nên để nó vào để cho chim đa đa ăn thì không bao giờ bị thiếu chất, bị đau mắt.
Bạn thân mến, đây là chú Dada mồi. Hôm vừa rồi là mình đánh là được một con chồn, đâm ra là con chồn nó bị mắc cổ, đâm ra là chú Dada của mình cũng hơi bị ảnh hưởng một chút, nhưng không sao, bởi vì con này bây giờ về cho nó kích máy một thời gian nữa là nó sẽ lại ok, không vấn đề gì cả. Thì các bạn thân mến, cái kênh chim cu gái hay của mình cũng như là chim Dada, các bạn có thể thấy là đây là chú Dada rất là đẹp, mình chuối đó, và các bạn nuôi thì chỉ đơn giản như thế này thôi. Bên mình thì nuôi Dada sinh sản, Dada mộc, Dada mồi. Quý vị và anh em trên toàn quốc, toàn